Chào các bạn, Beautiful AI là một công cụ thiết kế slide bằng AI tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì thầy Phương xin hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể đăng ký và sử dụng tài khoản của trang Beautiful AI này nhé. Thì trước hết xin mời các thầy cô và các bạn truy cập vào cái địa chỉ của nó. Đó là cái trang là beautiful.ai. Beautiful.ai, chúng ta gọi beautiful.ai. À, thì khi các thầy cô bấm vào đây và chúng ta đăng ký tài khoản, chúng ta bấm vào sign up now, thì các thầy cô và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái phần mềm này là phần mềm có trả phí và chúng ta sẽ phải trả là 12 đô một tháng hoặc là 144 đô một năm để sử dụng. Tuy nhiên thì nó cũng có cái ưu tiên dành cho giáo dục. Thì chúng ta muốn đăng ký, chúng ta bấm vào solution này và chúng ta bấm chọn là education. À, rồi thì nó sẽ yêu cầu chúng ta xác minh cái tài khoản học sinh hoặc tài khoản là nuôi edu, thì chúng ta bấm vào là verify rồi edu account. Lúc này sẽ phải đăng nhập bằng cái tài khoản Google là cái tài khoản nuôi edu của mình, và các bạn học sinh thì chọn cái tài khoản do nhà trường cấp cho chúng ta nuôi edu. Đấy, thì Phương chọn cái tài khoản là moes.edu.vn này. Okay. Sau đó nó sẽ yêu cầu chúng ta là chúng ta sẽ đang là học sinh ở trường nào, chúng ta nhập vào đây, ví dụ như là phổ giáo dục. Website của giáo dục là gì? Chúng ta điền vào ví dụ như chúng ta dán đi chỉ website vào đây. Đấy, chúng ta mà bỏ được học năm mấy thì chúng ta điền bấm vào submit, bấm vào refresh. Và như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng được cái trang Beautiful AI này trong vòng một năm nhé. Một năm miễn phí để sử dụng Beautiful AI. Ok. Với các bạn, các thầy cô và các bạn thấy cái cách đăng ký rất là đơn giản. Chúng ta cần có tài khoản email là edu và có cái website mà của nhà trường để chúng ta nhập cái địa chỉ website này để nó có cùng cái edu đó. Đó nhá, thì chúng ta sẽ đăng ký được. Xin chúc mọi người đăng ký thành công để chúng ta có thể sử dụng được miễn phí cái tài khoản này. Còn nếu như các bạn mà không có tài khoản Edu thì chúng ta nếu muốn sử dụng cái trang này thì chúng ta sẽ phải đăng ký và phải mua nó với giá là 144 đô. Xin chúc các bạn đăng ký thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.